U23 Việt Nam trở thành đội bóng đầu tiên giành quyền tham dự giải U23 châu Á 2024, không tính chủ nhà Qatar. Đội bóng của huấn luyện viên Chusier đã toàn thắng cả hai trận đấu với U23 Guam và U23 Yemen. Trong khi đó, U23 Trung Quốc vẫn phải chờ đợi trận đấu giữa U23 UAE và U23 Ấn Độ để biết được số phận của mình. Tờ 163 tiếc nuối vì đội nhà không thể chiêu mộ huấn luyện viên Chusier. Điều đó khiến cho báo giới Trung Quốc tiếc nuối vì liên đoàn bóng đá nước này không thể trọng dụng huấn luyện viên Chusier trong quá khứ. Tờ 163 có bài viết, vượt xa huấn luyện viên Chen Yaodong, cựu huấn luyện viên từng làm việc ở Trung Quốc, Chusier giúp U23 Việt Nam sớm giành vé dự giải U23 châu Á. Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh, huấn luyện viên Chusier đã giúp đội U23 Việt Nam sớm giành vé tham dự vòng chung kết giải U23 châu Á 2024. Thậm chí, ông còn có tham vọng đưa U23 Việt Nam tham dự Olympic 2024. Trong quá khứ, huấn luyện viên có biệt danh Phù Thủy Trắng từng huấn luyện câu lạc bộ Thâm Quyến và Chiết Giang ở giải vô địch quốc gia Trung Quốc. Tuy nhiên, thành tích của ông không nổi bật. Vị chiến lược gia người Pháp còn đối diện với nhiều chỉ trích trong thời gian làm việc ở Trung Quốc. Ông đã xung đột với nhiều cầu thủ trụ cột của hai câu lạc bộ và cuối cùng bị sa thải. Huấn luyện viên Chusier còn suýt nữa dẫn dắt đội U23 Trung Quốc tham dự Olympic 2008. Thời điểm đó, Phù Thủy Trắng chỉ trích sự can thiệp ở mức độ cao của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc. Ông từng dự đoán huấn luyện viên Marcelo Lippi không dễ dàng khi dẫn dắt đội tuyển Trung Quốc. Giờ đây, người từng bị cổ động viên Trung Quốc chỉ trích không hiểu gì về bóng đá lại mang tới trái ngọt cho bóng đá Việt Nam. Huấn luyện viên Chusier đã thay đổi lối chơi thành công của huấn luyện viên Park Hang-seo, đưa U23 Việt Nam và bóng đá Việt Nam một bước tiến quan trọng.